chị thứ tư ha. Chứ nãy giờ mấy em thấy là chị luôn khóc nức nở luôn á. Rồi chị hay tin của em mình là lúc mấy giờ? Ngày hôm qua khoảng 5 giờ chiều hôm qua. 5 giờ chiều ha. Rồi hiện tại gia đình mình đi xuống đây là gồm mấy người chị? Có mẹ với chị hai, với lại em với hồng em Út nữa, với con của em. Em lượm này nè chị, có thường xuyên là điện thoại về trò chuyện với chị không chị? Có tâm sự gì với chị không? Có, nó hay nhắn tin hoài à chị, em với nó hay nhắn tin lắm. Dạ, nhắn tin qua lại ha. Nhắn tin nè, nó hỏi thăm em lần nào cái gì, thăm chị em hỏi thăm rồi. Rồi trước khi em lượm ra đi ngày hôm qua đó, thì trước đó một ngày hay mấy ngày trước thì em lượm có những nói chuyện những cái điều gì liên quan hay là buồn rầu gì với chị không? Không, nó hỏi, nó kêu em á là chờ nó 2-3 ngày nữa nó về đặng nó mừng đám cưới em. Tại em mới cưới rồi được 2 tuần rồi, nó về không được. Nó về không được rồi nó mới nói với em á, để em về mừng đám cưới cho tôi. Trời ơi. Vậy là chị cũng mới đám cưới 2 tuần thôi ha. Dạ. Mà người em lại đi xà lan chưa về. Dạ. Rồi rất tiếc không. Nói chị em chia buồn em không có. Em chúc anh tôi với chị tôi trong năm hạnh phúc. Em muốn về được vài bữa nữa em về. Em mừng sao với chị Tư. Em sắp giàu rồi chị ơi. Em sắp giàu. Em giàu rồi em nuôi chị. Trời ơi. Thấy người em mình nói một câu đó nghe nghẹn lòng hết chị. Chắc là em lợm thương chị lắm ha. Chị em nói chuyện với chị em lúc nào không nhắn tin nói chuyện hỏi thăm. Tại nó đi xà lan, nó lãnh xà lan đâu có được bao nhiêu tiền đâu. Em thì cũng không có giàu gì, cũng có tiền cũng giúp đỡ nó được. Cái gì nó cũng chị, cái gì nó cũng em hết chứ. Rồi em lợm này ngoài đi xà lan ra còn làm công việc gì nữa không chị? Không làm gì dân đi xà lan luôn rồi. Tại em nghe câu nói của chị nói là lợm điện về cho chị nói là em sắp giàu đó, em tưởng là có làm thêm công việc gì nữa chứ. Đi lấy nó lãnh xà lan của người ta nè, chứ lúc trước là nó đi với người khác nữa, bây giờ nó lãnh nó đi một mình. Đi được bao lâu rồi chị? Đi cũng được mấy tháng này à. Mới có mấy tháng à? Dạ, chứ lúc trước là nó đi với người ta là nó chia xà lan và chia ra 4-5 người đó là nó có mấy triệu đâu. Bây giờ nó lãnh xà lan như được 25 triệu. Là 25 triệu là trong một tháng hay một tuần? Trong một tháng. Trong một tháng. Như vậy là nhiều đối với nó rồi. Tại vì lúc trước nó đi chung với, chia với người ta chỉ có 5-6 triệu, 7-8 triệu thôi à. Rồi nó nói vậy, nó lãnh, ý là nó lãnh được xà lan đi là được tiền nó ấy một mình á. Là nó nghĩ tiền như nó mừng, nó nói mừng là đúng rồi, nó là làm ăn được đó. Nó đang làm ăn được. Và em ấy đi làm như vậy là lãnh tiền như vậy là được mấy tháng rồi đó hả chị? Trời ơi, cái công việc đang lên phơi phới mà không biết tại sao lại chuyện xui rủi xảy ra như vậy. Bây giờ chị là cũng là người thân luôn tiếp cận với em lợm thường xuyên đó, thì có rảnh gọi cho chị cũng xuống cái bàn hương án để cúng ở dưới đó, thì chị có thể là kêu gọi mình nhắn nhủ với em của mình, có thể là về với mình cái này kia đó để cho tìm gặp em nó sẽ tốt hơn. Thì tới thời điểm này theo thông tin mấy em được biết là như có 2 chiếc hay 3 chiếc gì đang đi tìm kiếm em lợm phải không? Mới có 1 chiếc à. Mới có 1 chiếc, rồi 1 chiếc hồi nãy xuống. Có 1 chiếc mà từ sáng giờ chỉ có 1 chiếc để kiếm à. Do mình đi tìm kiếm ghe là hoài mà không có ha. Dạ đúng rồi, tìm không có. Còn một cái chiếc ghe của mấy đứa em mà để mướn đi tìm kiếm tiếp cho chị đó. Dạ. Thì chiếc đó tới chiều mới có rảnh người ta mới chạy lên đây, rồi mấy em sẽ đi tìm tiếp. Tội nghiệp con gái nè, con gái quá trời hiền luôn á. Hiền mà không nói chuyện gì luôn á. Khoảng bao lâu rồi nó không gặp mặt cha nữa chị? Thì hôm Tết nó đi, từ hôm Tết tới giờ hôm bữa nó có về nhưng mà nó chỉ ghé. Nó chỉ đi về mà bé đi học. Vậy là một tháng mấy rồi, vậy mà gặp mà đi học nữa. Đi học nữa, bữa ba nó về đang lấy cái tờ đi làm cái giấy chứng minh, mất cái chứng minh. Mà nó đi học nên đâu gặp ba nó đâu. Nó thương. Ba nó thương lắm chứ. Ba thương nha.
Tại vì mẹ bỏ từ nhỏ rồi, bây giờ còn mình nên là bà ngoại với cha phải nuôi. Có chia sẻ hay tâm sự gì em Lượm, là ví dụ như là điện thoại về cho chị đó, rồi nói chuyện với chị, rồi có chia sẻ chị ơi em buồn quá không, hay là em nhớ nhà quá không? Không, nói giờ nó có gì chứ, cái điện thoại nó lâu lâu điện thoại em hỏi chị Tư khỏe không, nó khỏe, rồi hỏi chị Tư hạnh phúc không vậy thôi, chứ không có buồn gì chứ. Thì em Lượm chia sẻ cái sự công việc gì đó chị, thì ngoài cái đó ra thì em Lượm có áp lực gì về cái phía tiền bạc không chị? Dạ không, tiền bạc nó không áp lực, nó có gì là nó nói em hết trơn à. Nó mà thiếu thốn gì là nó kêu chị Tư giúp, là em cái gì cũng giúp nó hết trơn. Rồi gần đây nữa thì cái vợ, bên vợ của anh Lượm này? Không, mẹ nó bỏ lúc nó hai, được 2 tuần mẹ nó bỏ nó tới giờ, đâu có liên lạc đâu. Vậy là sự việc xảy ra gì là mẹ của bé này cũng chưa hay hả chị? Cái đó em cũng không biết nữa. Tại quá lâu rồi mà. Quá lâu rồi. Tại mẹ bỏ từ quá lâu rồi, đâu mất có liên lạc nữa. Cũng lâu rồi. Có tội thương là thương cho cháu với bà ngoại nè. Từ đây về sau thì bắt đầu gánh nặng lên đôi vai của chị Tư nè, của chị Hai nè. Phải lo ngược lại cho mẹ của mình và phải lo cho người con của em của mình nữa là đây. Tại vì em Lượm nó ra đi rồi. Sớm giờ bé lên đây thì chị có dẫn xuống dưới cho bé kêu cha gì chưa chị? Có, sáng rồi đi ở dưới đó, trưa mới lên đây nè. Ở quê mình đó là mấy giờ chị xuống đây vậy chị Tư? Ở quê là 6 giờ rưỡi, đi là lên đây 9 giờ rưỡi mới tới. 9 giờ rưỡi ha. Dạ. Thôi thì một lần nữa cho mấy em xin chia buồn cùng gia đình của chị nha. Dạ. Mấy em cũng luôn là mặc dù là người đi quay phim đưa tin hay là hỗ trợ thì cũng luôn cầu mong để cho em Lượm sớm quay về.